Xin chào anh Trấn Thành, xin chào anh Trường Giang, xin chào anh Ngô Kiến Huy ạ. Dạ em là anh Minh, em đến từ Quảng Nam ạ. Em chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành, chào anh Ngô Kiến Huy và tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Thế Vũ, đến từ Quảng Ngãi. Hai bạn làm nghề gì? Dạ tụi em chạy Grab ạ. Chạy xe công nghệ hả? Dạ. Quảng Nam ở chỗ nào? Dạ em ở Đại Lộc, thị trấn Ái Nghĩa. Có một lần mà tôi ngồi tôi đi diễn cũng mấy cái miếng bạc ha, mà bạc xanh á, cái người ta che lại bốn bên cái ngồi dưới, chắc là mấy cái thanh niên ở đó họ muốn vào xem mà không phải trả tiền, muốn free. Nhưng mà thường á, đoàn á người ta cũng vẫn làm điều đó, nhưng mà cuối khoảng tầm 10 giờ mấy thì người ta sẽ mở ra cho vô coi, không 8 giờ rưỡi là phải mở rồi đó. Mà xong cái mấy ổng làm trò như nè, cầm một cục đá chọi một cái pew, một cái bạc khán giả đang ngồi bơm trội vô đầu người ta một cái, xong là bên này ở dưới quạt nháo nhào nha, ồn ào đang rần lên. Xong là một đứa nó mở cái bạc lên, nó vô nó quậy bụi cát mù mịt, bụi thì bụi, lát nữa bụi vừa lăn xuống là phía hàng dưới trước có 20 đứa ngồi ngay ngắn. Bụi vừa lăn xuống là phía trước hàng đầu có thêm 20 đứa ngồi ngay ngắn lại luôn. Trời ơi, nó như ninja vậy đó, xuất hiện khủng khiếp thiệt, lần đầu tiên mới thấy. Nói anh nghe nói buồn quá. Sao vậy cưng? Em có trong đó hả? Không. Không mà anh thật lòng, anh diễn ở Ái Nghĩa nhiều lần, lần nào cũng có một số bạn là quậy chọi đá rồi ghê lắm. Dạ. Không thì dĩ nhiên mình đâu có nói tất cả mọi người. Ý là mình nói là ở cái khu vực đó họ có một số những cái người là họ quậy lắm. Họ rất là cuồng nhiệt á, nhưng mà họ cuồng nhiệt hơi quá khích chút xíu. Còn bạn Quảng Ngãi là bạn ở đâu? Dạ em ở Bình Sơn. Bình Sơn. Giáp núi Thành. Rồi. Diễn. Tụi em hồi hộp quá. Làm gì hồi hộp? Các anh có thể nào cùng mọi người đây, có thể nào cho Minh và Vũ có thể hát mỗi người một câu để có thể lấy lại tinh thần. Mời. Tóc ngang lưng nửa chân em bơi, để chi dài, để chi dài bối rối lòng anh, để cho anh thao thức ai quay, đêm mãi chập chờn thao thức với chim bao. Hay à. Cái giọng mà đi thu album ra, album hay à, ngọt ngào à. Hát rất giống Hoàng Lê. Hay đó. Đúng không? Mê Hoàng Lê đúng không? Dạ em mê Hoàng Lê lắm luôn. Nghe cách hát là biết Hoàng Lê liền. Chất giọng đẹp luôn. Mực mà. Rồi tập trung đi về nghỉ đi, đừng gì. Cho em hát. Đúng rồi, cho người ta hát. Quảng Nam hát rồi thì Quảng Ngãi hát luôn. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu san quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Ổn thôi. Nhưng mà ca theo ai vậy? Cái đó là bản năng của mình. Thôi đừng theo vậy không hay. Hát bơi rồi mà cứ cà giật. Nó phải mượt mà như bên đây nè. Dạ cảm ơn ạ. Rồi hai em thi được chưa? Được. 60 giây thời gian bắt đầu. Nó có chi rứa chọn chứ, đòn biển động đòn kêu tôi ra lồn chi rứa. Chúng ta chỉ sống được 60 giây nữa thôi, ta muốn bên chọn những giây phút cuối cùng này. Mà nòn ơi, có chi rứa chọn nòn có yêu ta không? Chọn ngốc quá à, không yêu chọn thì yêu à. Yêu ta thì cho ta lên lá xứ hình được không? Ta không thấy gì hết nha. Còn lên đi, không biết nhiêu được rồi chọn. Mà chọn ơi, có chi rứa nòn, ta có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi chọn. Nòn hỏi đi. Chọn có niềm tin vào phụ nữ nữa hay không? Tiên phụ nữ hả? Ta chết còn hơn. Thật giờ Diễn nhạc. Trong thói đời cười vẫn đã chiến thắng vang rồi. Khi nó vào cái tình huống chắc and Rose là thấy chỉ cần một nét nhạc nữa lên thoại theo nhạc là có cái để coi rồi. Mà nó rất dễ cười luôn. Và đang trong một cái nội dung đang ok
Tưởng tượng đi, Jack và Ro mà nói dòng bản nam nó xàm cỡ nào. Tự đông ra, tránh ta lấy hình nè. Tin phụ nữ không, những cái đùng phá nguyên một cái kịch bản. Mà đang rất là hay là mà cái điệp khúc mà cái chi đứa tròn là đang lại rồi. Lặp lại cái thứ ba nữa, phần nào nó có hỏi nó cũng cái chi đứa tròn. Mở cái bài phim Titanic nè, My Hair Will Go On, đúng không? Bây giờ sẽ mở nhạc thử lại, chúng ta sẽ coi cái đô nào nó sẽ hợp lý hơn. Là cái đô tụi anh sẽ chỉ tụi em hay là cái đô của tụi em làm nha. Phía trước hay phía sau? Phía sau. Biết mà. 60 giây thời gian bắt đầu. Nàng ơi, cái chị đó chờ. Chúng ta chỉ còn 60 giây bên nhau. Nàng có muốn nuối gì không? Tranh thủ nuối. Không muốn bấm A là cháy. Nàng ơi, cái chị đó chờ. Những giây phút cuối cùng bên nhau, ta mới chợt phát hiện ra một điều mà từ trước đến giờ ta chưa nói với nàng. Cái chị đó chờ. Cái cánh của nàng chua quá. Hiểu chưa? Nó phải có những cái tình cảm thiệt, là tại vì tụi em còn 60 giây bên nhau thôi. Tụi em phải nghĩ ra những chuyện mà cuối cùng trong đời để nói với nhau. Thì trong đó sẽ có những cái chuyện xàm thì người ta sẽ cười, tại vì người ta không đề phòng. Tại cái âm nhạc rồi cái cảm giác, cái không gian, cái câu chuyện Titanic nó làm cho người ta đã cuốn theo câu chuyện của em rồi. Thì nó rất là dễ cười, em nói cái gì người ta không cười hết á. Chỉ cần em lựa chọn nội dung nói thôi. Bao nhiêu chuyện trên đời này để nói mà tự nhiên không để ta lấy miếng hình. Cái đó là hồi nãy mới ghép lần cuối không? Lúc mà tụi em vỡ bài á là làm y như cái hồi nắp luôn cái... à. Dạ không, anh nói em nghe nè, em làm cái đó nó phải tế nhị. Dạ. Và hồi nãy em thấy anh diễn không? Là anh phải thật lòng, anh nói với cái người phụ nữ trước mặt mình. Em hiểu không? Dạ. Mình phải thật lòng mình nói với người ta, là tại vì cái này mình không muốn nói. Em phải diễn ra cái sự tế nhị là đây là người yêu mình mà, mình đâu có muốn nói. Nhưng còn 60 giây bên nhau nữa thôi, không nói thì tới khi nào nói. Em phải diễn ra được cái tâm lý đó thì khi em nói ra người ta mới cười. Khi em nói không khéo là thành phô và vô duyên. Còn cái miếng mà che hình á là cũng là miếng hài, nhưng mà tụi em làm không nổi đâu. Cái đó phải là anh Đức làm. Mặt nó đẹp anh che tao hoài. Vậy vậy anh Đức lũng điệu thì nó mới cười được. Chứ cứ có mà anh Đức coi nhỉ. Chị hịch trường. 60 giây. Còn 60 giây cuối. Chị hịch trường. Anh Đức không phải vậy đó. Hả? Rồi. Vòng 2 thi không? Bạn này có duyên nè. Bạn A này đang có duyên nè. Thì bây giờ tập trung vô, em phải tập trung vô em diễn cho nó thật hơn em.